Thành phố Hải Dương hiện tại thì các công trình xây dựng khá phát triển, nhất là các cái về hạng mục xây dựng nhà dân. Tuy nhiên thì trong cái câu chuyện của 10 năm về trước, tại cái thời điểm kiến trúc ở đây khởi nghiệp thì khá khác. Lúc đấy đa phần mọi người khi muốn có nhu cầu xây nhà thì chưa nghĩ đến cái chuyện nhờ các văn phòng kiến trúc sư để tư vấn. Đa phần họ sẽ tự đi tìm cái mẫu trên thực tế hoặc là sẽ nhờ thợ xây tư vấn. Đó thì dẫn đến các công trình xây lên thì nó khá là không ổn. Tại thời điểm này thì có rất nhiều công trình được đầu tư về thiết kế rất tốt. Đấy. Chúng tôi kiến trúc ở đây tại những thời điểm cách đây 10 năm trước thì những lúc rất là khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và để thuyết phục khách hàng để thiết kế. Tuy nhiên trong một quá trình phát triển và làm việc nghiêm túc trong 10 năm, hiện tại thì kiến trúc ở đây đã có những cái khẳng định nhất định về cái giá trị thiết kế và có những khách hàng đã rất là am hiểu và tin tưởng cái thiết kế của chúng tôi. Hiện tại thì lượng khách hàng của công ty tại thời điểm này tương đối là ổn định và đang có những phát triển rất tốt. Một số những công trình của kiến trúc ở đây đã được đầu tư rất kỹ và được đánh giá rất là cao từ khách hàng cho đến những người quan tâm. Đây là một trong những công trình thiết kế mà kiến trúc ở đây khá tâm huyết, dành rất nhiều công sức và tâm huyết dành cho cái thiết kế này.
đây xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn những người bạn đã đồng hành và theo dõi những chặng đường tiến bước và phát triển của công ty trong khoảng thời gian 10 năm. Ai đây nâng tầm đẳng cấp.